Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương ẩm thực ngày thứ tư hôm nay, và chúng ta sẽ có món ăn nước ngoài. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nào? Singapore, không khí và phong cảnh ở đây thật là tuyệt vời. Còn shopping thì hấp dẫn dành cho các bạn đây. Nhưng mà nhắc tới Singapore thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một món ăn rất là nổi tiếng, đó là cháo ếch. Tại vì Singapore có rất là nhiều dân tộc, vì vậy mà nó kết hợp tinh túy giữa các món ăn của các dân tộc lại. Chẳng hạn như là người Hoa có là người Mã Lai, người Ấn Độ và cả món ăn của người Việt Nam nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm món cháo ếch Singapore và xem món cháo ếch này có khác với món cháo ếch đậu xanh của người dân Nam Bộ hay không. Và mùa mưa đến rồi, ngồi bên bàn ăn có một cái tô cháo ếch như thế này, húp xì xa xì sụp, mà ngắm mưa rơi thì thật là tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không làm cháo ếch không? Xin mời các bạn nhé. Xin chào chị Duy Tuyên. Chào Trung Dũng. Dạ. Hôm nay Tuyên sẽ giới thiệu món cháo ếch Singapore. Đây là món ăn mang hương vị món Hoa nhưng rất phù hợp với khẩu vị của người Việt chúng ta. Và bây giờ thì xin mời chị giới thiệu nguyên liệu chính của cái món cháo ếch này nha. Để thực hiện món cháo ếch cho 4 người ăn thì chúng ta cần có là 3 con ếch, 10 gram gừng, nửa củ hành tây, 4 trái ớt khô, 2 muỗng súp bột năng, 1 muỗng súp hắc xì dầu, 1 muỗng súp tương ớt, 50 gram nếp và 50 gram gạo loại ngon. Bây giờ thì Tiên đã nấu xong cái nồi cháo trắng này. Bây giờ thì cháo nó đã nhừ rồi. Thì Tiên sẽ cho một ít bột năng hòa với nước vào để tạo cho cái cháo nó có độ sánh. Bất cứ cái cháo gì á mà chúng ta có cho một ít bột năng vào thì cái cháo nó có cái độ sánh lại rất là ngon, rất là nhừ. Bây giờ đến phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm ếch. Ếch đây. Tiên sẽ cho dầu vào. Chúng ta sẽ cho hành tỏi vào phi cho nó thơm. Hành tỏi vào. Khi mà tỏi thơm thì chúng ta cho ếch vào xào. Cho thịt ếch săn lại. Thịt ếch trước đó thì chúng ta không cần phải ướp qua gia vị đúng không chị? Đúng rồi. Ếch thì chúng ta nên mua cái ếch sống á. Khi mà ếch sống á vừa làm thì thịt nó ngon, rất là ngon. Không nên mua cái thịt đông lạnh thì ếch nấu nó rất là bị chảy nước. Bạn gái chúng ta thì rất là ngại làm ếch đây, cho nên khi mà mua thì chúng ta nên nhờ người bán làm và chà muối rửa sạch và chế biến thôi. Bây giờ thì ếch săn rồi, Tiên sẽ nêm gia vị đây. Chúng ta sẽ nêm một muỗng súp hắc xì dầu. Bây giờ có nó có cái màu sắc không chị? Một muỗng tương ớt. Một muỗng tương ớt. Hai muỗng súp bột nêm. Hai muỗng đường. Hai muỗng đường. Và nửa muỗng tiêu. Bây giờ thì Tiên sẽ cho cái ớt khô. Khô này vào. Dùng nghe mùi thơm bốc lên. Tiên sẽ cho cái nước lã vào để cho cái ếch nó nắm gia vị. Thì chúng ta sẽ nấu cái lửa vừa thôi. Chúng ta nấu khi mà cái ếch nó chín và nó thấm gia vị rồi thì chúng ta sẽ cho một ít bột năng vào. Để cho nó có độ sánh lại đúng không chị? Đúng rồi. Bây giờ thì ếch nó đã bắt đầu nó bốc mùi thơm rồi đó. Trong khi đó thì Tiên sẽ chuẩn bị một ít hành. Gừng thì Tiên sẽ cắt lá. Cắt lá thật mỏng mà nên chọn là cái gừng non á thì nó mới ngon. Và hành thì chúng ta cắt khúc khoảng 2 phân. Bây giờ thì ếch đã thấm đều gia vị rồi á thì Tiên sẽ cho một ít bột năng vào để cho nó tạo cái độ sánh cho. Bây giờ ếch đã được rồi thì chúng ta cho ra thố. Bây giờ thì xong rồi, Tiên sẽ cho một ít hành. Và chúng ta sẽ cho hành vô hả chị? Và sau đó thì gừng vô luôn. Để thưởng thức. Đây. Và một ít tiêu. Một ít tiêu. Chúng ta để nóng và dọn ăn với lại cháo. Bây giờ Tiên sẽ múc cháo ra tô. Một cái tô cháo như thế này, còn bên một cái thố ếch nữa.
Và có những người bạn bè xung quanh để chúng ta trò chuyện nữa thì không còn gì bằng nữa. Cái món cháo ếch Singapore này đặc biệt là chúng ta dọn ăn riêng, giống như là mình ăn cháo với một món mặn chứ không có đổ chung như là món cháo của người Việt mình. Dạ dạ. Bây giờ thì Tiên đã xong rồi, Tiên sẽ dọn ra. Để này đếm. Dạ dạ. Khi món ăn của Singapore thì người ta thường cho hắc xì dầu để tạo cái màu sắc hương vị, cũng giống như mình người Việt mình kho cá mà cho nước màu, vậy đó. Để tạo cái màu sắc của cái món kho cho nó đẹp. Chị Tiên ơi, chị bước tới đây chút xíu, giờ Dũng thử nha. Coi như là Dũng lấy một miếng nước Dũng cho vào đây đúng không? Phải không chị? Chúng ta sẽ múc cháo lên chúng ta ăn không? Nóng nè. Cái mùi vị rất là ngon. Nhưng mà để Dũng thử miếng ếch nữa thì Dũng mới biết được như thế nào nha. Nó vừa ngọt ngọt, vừa mặn mặn, vừa thơm. Thực ra thì trước đây Tiên cũng có lần sang Singapore và được ăn cái món này rất là ngon. Mà Tiên về thì có hỏi một số người bạn ở đó, thì về mình chế biến theo cái khẩu vị của người Việt của mình cho nó phù hợp với lại cái khẩu vị của người Việt mình. Và chị chế biến thì nó hợp với khẩu vị và Dũng rất là thích, tại vì nó phải ngon ngọt ngọt, mặn mặn, thơm thơm, cay cay, rất là hấp dẫn. Xin cảm ơn chị Tiên rất là nhiều về món cháo ếch Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, cháo ếch rất là ngon, rất là thơm, các bạn cứ thử nấu nhé, rất là hấp dẫn và các bạn sẽ thích ngay. Và bây giờ chương mục ẩm thực ở đây xin tạm dừng.